Trong phần phục chế thì tôi đã có một cái sửa ảnh đây, phục chế đây. Em nhìn thấy cái này chưa? Để muốn phục chế được cái này mình sẽ dùng hai công cụ, một là công cụ G, hai là công cụ S. Với cái hình này thì các bạn chỉ cần chọn vào cái Spot Handling Brush này thôi là xong rồi. Đấy, rất là đơn giản, chỉ cần chọn G qua cái này là tự nhiên các sẽ biến mất, G qua nhiều biến mất này, được chưa? Rồi cấm này. Nó hoạt động giống như công cụ là Shift F5. Nó giống như công cụ hoạt động Shift F5 và chúng ta sẽ cho một cái đầu bút nó nhỏ lại để chúng ta di cho nó dễ hơn. Đây như này nha. Ok. Như vậy chúng ta sẽ ra qua cái này thì chúng ta biến mất. Nha, bụi đuôi nào. Nhìn chưa? Rồi tiếp theo. Nhưng các bạn sẽ thấy rằng là đối với những cái đối tượng công cụ gì đó, nó chỉ hoạt động bên trong khu vực của đối tượng thôi, còn những cái vùng giáp biên như là vùng cằm với phần cổ này sẽ không làm được, bởi vì nếu em làm như này thì ngay tức mất cằm. Em tôi có di qua cho bạn xem nhé, nhìn này, di qua nhé, nhìn này. Em có thể bị mất cằm không? Em hiểu chưa? Có nghĩa là nó làm được nhưng mà nó chỉ làm cho những đối tượng bên trong thôi. Trong da mặt thì được nhưng mà phần giáp biên giữa cái phần mặt của mình với đối tượng khác thì không nên làm cái đó. Và người ta mới sinh ra cái câu chuyện làm thế nào để làm được cái điều đấy thì người ta sẽ dùng công cụ S. S thì em nhìn S gì chưa? Mình sẽ dùng công cụ này. Và khi dùng công cụ này thì mình sẽ làm ra một layer mới để hoạt động độc lập nhá. Dùng công cụ S gì. Và chắc chắn là người ta sẽ chọn là all layer, có nghĩa là áp dụng trên toàn bộ tất cả các layer. Có nghĩa là nó nhận đối tượng như là đối tượng dưới là một ảnh gốc nhá, all layer nhá. Giờ bắt đầu làm này. Thì cái câu chuyện của thầy thì thầy chỉ cần chọn cái đầu bút nó to ra một tí và nó tương đối, nhìn thấy không? Bắt đầu làm này. Giữ phím An, nhìn giữ An chưa? Cái này có một cách này, giữ phím An chọn những đối tượng đã được hoàn thiện. Sau đó đắp lại những đối tượng chưa được hoàn thiện. Đây, chọn vào đây. Buông tay ra nhá, nhìn này. Các bạn có thấy là cái đường này không ạ? Tôi sẽ tích vào đây một cái, tôi tích vào đây một cái, tôi tích vào đây một cái, 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 tích vào đây một cái. À, nhìn này. Nhìn chưa? Và các bạn có thấy là nó bị thẳng hàng không ạ? Nhìn nó bị thẳng hàng chưa? Rồi, giữ phím An tích vào đây một cái, xóa phần gì trên. Xong chưa? Hết rồi, nhưng mỗi tội cái đấy bị lệch. Đúng không? Vậy thì người ta mới sinh ra cái tròn là đây là một layer bình thường. Các nhìn layer bình thường không ạ? Ok, chả vấn đề gì cả. Bởi vì tôi biết làm gì, Ctrl T. Ctrl T để làm gì? Để tôi chọn vào Warp. Thì lúc này cái câu chuyện tôi sẽ cầm về tôi bỏ bẻ đây. Mọi người có nhìn này không ạ? Và sau khi mình làm xong thì mình đã có một cái có thể phục chế như này. Và cái độ mờ bao nhiêu thì đấy là việc của em nhé. Có nghĩa là để muốn đạt độ tinh thì đấy là việc của mình thôi, không khó gì cả. Và sau khi làm xong thì tôi sẽ được quyền F2 lên thành 1 thì tôi đã xong được cái việc đó. Được chưa? Đặc biệt là những vần giáp danh chỗ này nhá thì bắt buộc phải dùng công cụ S gì. Đây S gì. Như này, giữ phím An tích vào đây một điểm thì nhìn chọn cái này chưa? Em nhìn mắt kính chưa? Nó bị vênh này, nhìn thấy không? Đấy nên người ta mới sinh ra cái chọn layer, người ta tích vào đây này. Thấy chưa? Sau khi làm xong ấn vào Ctrl, ấn vào đây. Chúng ta chọn vào đây bẻ cong lên. Hiểu cái này chưa? Thì cái mắt kính nó mới hoàn thiện được. Sau đó mắt kính xong hoàn thiện thì cái này đúng không? Thì chúng ta chỉ cần chọn vào cái công cụ G và chúng ta ra qua đây thôi là xong rồi. Thấy chưa? Rồi vậy thì cái công cụ G thứ hai của chúng ta nó là cái gì? Em nhìn cái này chưa? Cái này là sử dụng giống như công cụ S. Giữ phím An tích vào đây một điểm, chọn vào điểm chưa hoàn thiện tích vào đây. Giữ phím An tích vào đây, chọn vào đây, giữ An chọn vào đây, chọn vào đây. Được chưa? Xong. Tương tự như vậy, đối với những đường biên như là cái răng này thì chúng ta không thể dùng công cụ G được, nó bị nhòe. Thì chúng ta bắt buộc phải dùng S. Nhìn này, tôi sẽ chọn cái răng bên cạnh. Nhìn chưa? Chỉ sang răng bên này chỉ nhiều lần rồi. Nhìn chưa? Giữ phím An chọn vào đây, chỉ đây. Ok, tích vào đây, chọn vào đây. Ok, tích vào đây một điểm, chọn sau này. Rồi, giữ phím An tích vào đây một cái, chọn vào đây. Thu nhỏ đầu bút lại nhé. Phục chế đấy, nó là gọi là phục chế mà em. Tích vào đây một điểm, chúng ta chọn vào đây. Tích vào chọn vào đây. Cái này thì đơn giản rồi. Nam sẽ rất mất cơm đấy. Thế là chúng ta đã có răng, được chưa? Có nghĩa là cái điều đấy là không khó lắm. Còn những cái này tiếp tục về chúng ta cũng tương tự như vậy, nhưng mà chúng ta sẽ chọn cái này nó sẽ đơn giản hơn, và cái chúng ta vuốt chọn ở đây, được chưa? Đây, tương tự như vậy thì chúng ta sẽ chọn vào đây. Những cái gì liên quan đến đường dài thì bạn chỉ cần giữ cái này, cái công cụ gì này, tích vào đêm điểm, nhìn không ạ? Giữ ship, chọn vào đây. Đấy, có nghĩa là kéo đường thẳng đấy em. Thì như vậy thì nó sẽ rất là nhanh. Những cái này thì chúng ta cứ ra thẳng trực tiếp nó sẽ mất. Đấy, có những đoạn thì máy sẽ làm rất là tốt luôn, mình sẽ làm nhanh. Đấy, thấy chưa? Đấy, phục chế. Nhiều người cứ bảo là đào sâu cái này để làm gì, bản chất cuối cùng là em chỉ là làm sao cho nó. Thậm chí có những người tôi làm về mảng da ấy, bên này nó đã hoàn thiện rồi, copy cả cái này, đặt sang bên này, đắp vào đây, xong làm cho nó nghề nó xong rồi, đúng không? Quan trọng là cách nhìn của mình nữa thôi. Nên là em có thấy những cái đội mà phục chế ở ngoài hàng không ạ? Nó phục chế nửa mặt này, bên này kể cả con rách bằng mấy thì nó vẫn làm được, bởi vì nó đặt một phát sang bên này mà, em hiểu không? Là cái phần mũi nó dẫn nên màu nó chưa được ổn lắm thì nó nè một tí là xong. Nên là nhìn thấy nó rất là khủng khiếp. Dân thường thì người ta nhìn vào đấy thì người ta bảo ui sao này làm được như vậy, nhưng mà không khó lắm. Nhìn này chưa? Còn những cái này đơn giản quá, chỉ cần tô tô phát là hết mà. Hiểu cái này chưa? Ok, thì đây chỉ là một cách phục chế. Và các bạn có thể lên trên mạng kiếm một cái ảnh phục chế tốt nhất cho tôi. Ảnh đen trắng mà bị vỡ hình càng nhiều càng tốt. Kiểu cũ ngày xưa đấy, đúng không? Ok, bây giờ chúng ta sẽ học về